Hôm nay Tiến sẽ giới thiệu đến mọi người những chiếc xe đã được bán tại Harley Davidson X Sài Gòn mà còn đang để đây do khách hàng chưa nhận xe và lý do tại sao họ lại chọn chiếc xe đó ha. Đây là chiếc Roadline Special màu vàng đen. Màu vàng này nó gọi là màu Industrial Yellow và cái màu đen này là đen Vivid Black. Thì nó có một cái đường chỉ màu đỏ ở chính giữa hai cái mảng màu này. Và mọi người nhìn cũng biết rồi ha. Ai mà lựa chọn chiếc xe này thì chắc chắn là cái sở thích của người ta rất là cá tính. Đó, xe đã bán nha. Đó, có treo biển số đã bán đàng hoàng. Xe này thì đang đợi bấm biển số để bàn giao. Và cái vị khách này rất là đặc biệt. Thật sự Tiến nói là Tiến cảm thấy rất là đặc biệt. Hồi đó giờ mình bán xe mình ít gặp những người khách giống như thế này lắm. Là con gái nha, con gái dễ thương mà mua nguyên một chiếc Roadline bự ha để đi. Mà còn lại là cái màu vàng đen cá tính nổi bật này nữa đó. Thì nói chung là mình cá tính mà mình mạnh mẽ ha, mình yêu thích cái sự nổi bật và đặc biệt là muốn có một chiếc touring Harley để gọi là không thua kém bất kỳ một cái người đàn ông nào chơi Harley. Đó chính là chiếc Roadline Industrial Yellow và Vivid Black này đã được bán cho một khách hàng, một nữ khách hàng rất là dễ thương. Rồi ở trong này thì cái xe này thì mới đẩy vô trong cái góc này sáng nay, bởi vì cũng như vậy đã bán sold already. Tại vì cái showroom mình nó nhỏ cho nên là những cái xe nào mà mình sắp xếp được chỗ nào thì mình để chỗ đó ha. Ở trong này là cái khu mà để những cái xe đã bán nè, rồi đồ của P&A này nọ. Thì chiếc xe này là chiếc Lowrider S đời 2022, cái đời đầu tiên của Lowrider mà sử dụng động cơ 117 đó. Thì cái xe này đã bán ngày hôm nay và anh khách đầu tiên thì anh sẽ chọn là chiếc Softail Standard, nhưng mà lại chuyển qua cái chiếc xe này bởi vì thứ nhất là động cơ nó lớn hơn, thứ hai là tư thế ngồi. Cái vị khách này thì cũng khá là lớn tuổi ở miền Tây ha, và chọn cái xe này thì bởi vì là cái tư thế ngồi nó thoải mái hơn là chiếc Softail Standard. Softail Standard thì cái ghi đông nó cao. Đó, thì nó dành cho những người trẻ trẻ, còn ai mà có tuổi thì mình ngồi cái này á nó vừa phải hơn. Và một cái điều mà chủ yếu để cho sáng nay chú quyết định chú chốt cái xe này và chuẩn bị gắn đồ rồi đem về miền Tây sông nước, đó chính là cái giá ha. Những cái xe nào mà đời xe mới 100% nha, nhưng mà đời 2022 nè, đời 2023 nè, thì bên Harley hiện tại đang có giá khuyến mại rất là khủng khiếp. Tới một cái xe mà có thể giảm tới mấy chục triệu, phải trăm triệu. Ghê gớm lắm, xe mô tô, xe gắn máy hai bánh mà giảm cỡ đó là dữ dội lắm ha. Đó là chiếc Lowrider S. Đó, bên này đi hết dòng showroom luôn. Đây là chiếc Nightster nè. Nightster màu xám. Xám này gọi là xám gì quên rồi ta? Gunship Grey. Màu xám của nòng súng. Nightster 975. Thì chiếc này cũng đã bán, đã sold, đang đợi anh khách lên full tiền lấy xe về thôi. Cái xe này thì bán cho một cái sự kiện rất là đặc biệt hồi tháng trước, đó là sự kiện Roadshow Nha Trang ở Nha Trang, đi kèm với lại sự kiện của Cam Ranh. Thì anh này ảnh thật ra là ảnh không có nhu cầu chạy xe nhiều ha, chỉ là mỗi lần mà bên Harley làm sự kiện ở Nha Trang thì anh ra anh thấy vui. Mà mỗi lần mà anh vui lên thì anh thích xài tiền, mà anh không thích gì hết ngoài Harley, cho nên là chỉ có xài tiền như Harley thôi. Cái xe này cũng là cái xe thứ ba của anh này đó. Thì anh không quan trọng là xe mình phải chơi theo thứ tự, thích xe nào chơi xe đó, thích màu nào chơi màu đó. Cho nên là từ 1.200 lên 1.700 rồi xong rồi chuyển xuống lại 975, quan trọng là thích là được, không có cái gì phải lăn tăn suy nghĩ ha, không có cái gì phải đắn đo hết, thích là chơi. Cho nên là quyết định mua cái xe này để ủng hộ Harley Davidson trong sự kiện. Đây là chiếc Nightster. Ở trong này là một cái xe rất là đặc biệt nè. Đó. Ở phía trong góc này là cái xe dữ dội. Cái xe này cũng kể ra câu chuyện cũng dữ dội nha. Mình để nó trong góc này luôn chứ mình không có đẩy ra, mất công. Đây là CVO Roadline. Đây là CVO Roadline 2023. Ha. Thì cái xe này tại sao tiếng nói là đặc biệt? Từ cái lúc mà ảnh chốt xe, ảnh phun tiền xe cho tới bây giờ luôn là
hai ba tháng trời mà xe để coi nha, chạy được mới có 67 cây số thôi ha, không đem xe về, cái ni lông màn hình là chưa có lọt ra luôn, còn dính cái này luôn, chưa có gì hết luôn đó. Tại sao lại bỏ ra 2 tỷ mấy mua một chiếc xe hạt lây quá trời đã luôn mà không chịu đem về chạy, mà để anh đây một cái lý do nó rất là vui vẻ, đó chính là bấm biển xong chuẩn bị đi lấy cà vẹt xe nè. Xe coi mọi người coi, gắn đồ đủ luôn ha, gắn số dê rồi gắn đèn, gắn quá trời luôn đó. Thì cái xe này là bấm biển xong có cà vẹt rồi, đi lên công an lấy cà vẹt thì công an nói là làm mất cà vẹt, cho nên là bây giờ là phải đợi công an làm lại cà vẹt mới đưa lại cho chủ xe, cho nên là bây giờ rảnh thì anh lên đây anh lấy cái xe này ra anh chạy vòng thôi, rồi xong rồi cất vô lại, chừng nào có cà vẹt thì ông mới đem xe về cho ảnh đó. Thì cái CVO Roadline thì mọi người cũng đã biết rồi ha, đỉnh cao nhất của Harley Davidson, là một cái mẫu xe đỉnh cao nhất của Harley Davidson. Còn xe nào đây chiếc xe này là cái xe mà hình như bữa giờ nó đang lên của Harley nè, nó đang có màu hên Subtle Standard đó. Subtle Standard thì cái chuyện mà mình bán cái xe này nó cũng vui là chú lớn tuổi, chú lên chú bảo dưỡng chiếc Nightster thì tình cờ mình ra mình giới thiệu thì chú thấy cái xe này nó hợp, cho nên là quyết định mua thêm cái xe Softail này để đi công trình ha. Chú thì làm, chú Thạc làm máy móc đó, thì chú chọn cái xe này là bởi vì cái tông màu xe nó đơn giản, nó không có quá gọi là nổi bật, nó không có quá cá tính. Rồi cái thứ hai nữa là cái ghi đông cao này thì chú quyết định chú thay xuống cái ghi đông thấp, quan trọng là cái xe này nó gọn, máy 1.700 mà gọn gàng, xe hạt lây ha, xe hạt lây máy 1.700 mà gọn gàng, đi nó khỏe, nó êm ái. Mà thêm một cái yếu tố cũng quan trọng không kém để cho chú quyết định chú mua cái xe Softail Standard này, đó chính là cái khuyến mãi. Thực sự là cái khuyến mãi bây giờ đang rất là tốt, cái xe này là đời 2023 và bên hạt lây bên Tiến thì bạn coi khuyến mãi cho cái xe đó cũng rất là nhiều, cho nên là cái lúc mà chú chốt xe thì cái phần giá cả cũng là cái phần quyết định. Đó chính là những cái xe mà Harley Davidson X Sài Gòn đã bán nhưng mà chưa giao xe, còn đang để tại showroom và Tiến mới giới thiệu cho mọi người coi lý do tại sao khách hàng mua xe, những cái điều kiện gì để cho mình có thể lựa chọn xe Harley trong cái thời điểm tháng 4 năm 2024 này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, Tiến sẽ làm thêm nhiều video tiếp nữa.